Dạ vâng, vừa rồi thì em thấy review sương sương một góc ngã tư giữa đường Hồng Bàng và Ngô Gia Tự. Hôm nay thì em thấy tiếp tục đi review. Hôm nay thì em thấy sẽ review gửi đến cho quý cô chú anh chị một cái căn nhà ở tại vị trí sát cái ngã tư này. Cái ngôi nhà ở phía trước này nha quý cô chú anh chị. Ngôi nhà đây, ngôi nhà phía trước cái ô tô này. Một cái khu rất là sầm uất về kinh doanh tất cả các mặt hàng luôn. Ở phía trước kia thì có kinh doanh đông trùng hạ thảo, karaoke, rồi spa, kinh doanh ăn uống. Ở bên này là nhà hàng này, nhà hàng này là nhà hàng Đồng Nội. Đó, tổng quan về nhà hàng. Một cái vị trí này là chính xác cái ngôi nhà em thấy review là 44 Hồng Bàng. Cái căn nhà này gia chủ đang cần bán gấp. Với giá là gia chủ đưa ra là 165 triệu cho một mét vuông. Một cái mặt bằng rất là phù hợp để cho quý cô chú anh chị kinh doanh tại vị trí này. Trên cả tuyệt vời luôn. Khu này là khu bàn cờ trung tâm của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nha quý cô chú anh chị. Chính xác là phường Tân Lập của thành phố Nha Trang. Đây đi xuống biển thì tầm 3 phút đi xe máy thôi. Đi thẳng đường Hồng Bàng này. Đường thông các hướng luôn. Khu trung tâm thì quý cô chú anh chị cũng biết rồi. Thông tất cả các hướng luôn. Ở đây sát bên thì vừa rồi thì em có quay, đây là Thế Giới Di Động nè. Sửa xe này, giặt ủi sấy hấp có hết. Rất 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 là nhiều. Tổng thể cái căn nhà này diện tích là 109 mét vuông nha quý cô chú anh chị. 109 mét vuông, 109 mét vuông với mặt tiền ngang á, mặt tiền ngang của căn nhà này là 4,50 4 mét rưỡi. Căn nhà bốn mặt tiền ngang này đó, dài là hơn 24 mét. Dài hơn 24 mét. Ở bên hông này thì có mặt tiền, có con đường đi vô nhà dân bên cạnh. Đã dài là hơn 24 mét. Tổng thể thiết kế là một trệt một lầu, thiết kế một trệt một lầu. Thì nhà này thì hiện tại thì cũng cũ, cũng hơi cũ. Căn nhà này thì lúc trước thì người ta có làm bên thiết kế, hiện tại thì không có làm nữa, chuyển vị trí đi chỗ khác nên là gia chủ bán. Mặt tiền ở dưới thì rất là rộng, phù hợp để kinh doanh. Ở trên thì chính xác là mặt có hai phòng ngủ ở phía trên và tổng thể là ba cái toilet. Tổng thể xung quanh xung quanh kinh doanh rất là nhiều nha quý cô chú anh chị. Phía bên kia có cái cà phê nữa này. Dạ vâng, sau khi xem qua video mà quý cô chú anh chị thấy cái căn nhà này phù hợp để cho quý cô chú anh chị mua để kinh doanh thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho em thấy với số điện thoại là 0356004325 nhé. Em thấy sẽ gửi sổ và tư vấn chi tiết cụ thể hơn cho quý cô chú anh chị hình dung rõ hơn về cái ngôi nhà này. Và ngoài ra thì nếu mà xem qua cái căn nhà này quý cô chú anh chị thấy không ưng hoặc là không phù hợp với tài chính của quý cô chú anh chị thì quý cô chú anh chị có thể inbox cho em để em thấy sẽ tìm cho quý cô chú anh chị những cái căn nhà tương tự mà có thể là giá thấp hơn hoặc là nó thiết kế phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị hơn. Dạ vâng, hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.